Liên quan đến việc trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh Hà Nội bất ngờ ra quyết định dừng đào tạo với học sinh Nguyễn Ngọc Hương sau khi phụ huynh của em này là ông Nguyễn Đăng Bằng có ý kiến về chương trình lớp chất lượng cao. Ông Bằng cho biết nhà trường thông báo nếu muốn rút học bạ để chuyển trường khác, phụ huynh phải làm đơn gửi về trường. Ngày 13 tháng 8, đại diện gia đình ông Bằng đã mang đơn theo mẫu đến trường để xin rút học bạ. Riêng phần lý do, gia đình ông Bằng ghi rõ nguyên nhân xin rút học bạ để chuyển trường do nhà trường ra quyết định dừng đào tạo. Tuy nhiên, bộ phận văn phòng của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền từ chối nhận đơn này vì lý do không hợp lệ. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu viết lý do là tự nguyện xin rút hồ sơ học bạ của con để chuyển sang trường khác vì bộ phận này chưa nhận được quyết định dừng đào tạo của nhà trường chuyển xuống. Tuy nhiên, gia đình ông không tự nguyện cho con nghỉ học ở trường mà do nhà trường đơn phương ra quyết định trước nên gia đình ông mới phải chuyển con sang trường khác. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Quốc Toàn cũng thông tin thêm, Sở đã yêu cầu trường Trung học phổ thông Ngô Quyền báo cáo về sự việc này. Đại diện vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, về nguyên tắc, học sinh đã được tuyển sinh vào trường, dù trường tư hay trường công, đều được đảm bảo các quyền về học tập, không thể có chuyện vì vấn đề với phụ huynh mà dừng đào tạo học sinh. Trường Trung học phổ thông công lập hay tư thục thì vẫn thuộc hệ thống quản lý chung của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc tuyển sinh cũng như chuyển trường cho học sinh đều phải tuân thủ các quy định, quy chế, điều lệ nhà trường, không thể có chuyện ai thích làm gì thì làm. Một hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội cũng cho rằng, việc phụ huynh hỏi về chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường là điều thường gặp, nhất là các mùa tuyển sinh. Vị hiệu trưởng cho rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giáo dục cũng cần lấy học sinh làm trung tâm, ưu tiên quyền lợi của học sinh hàng đầu. Việc đột ngột dừng đào tạo với học sinh cuối cấp không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của các em. Trước đó, ngày 10 tháng 8 năm 2024, ký thay hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền Đông Anh Hà Nội là ông Nguyễn Như Tuân đã ký đóng dấu quyết định dừng đào tạo đối với học sinh Nguyễn Ngọc Hương, con gái ông Nguyễn Đăng Bằng. Trong quyết định này, lý do dừng đào tạo là nhà trường không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của phụ huynh học sinh. Thời gian dừng đào tạo từ ngày 10 tháng 8 năm 2024. Về phía gia đình nữ sinh này cho biết, ngày 7 tháng 7, hội phụ huynh lớp 11A5 được trường Trung học phổ thông Ngô Quyền mời đến trường trao đổi về định hướng tổ chức lớp 12A5 chất lượng cao ở năm học 2024-2025. Ban giám hiệu nhà trường chỉ nói chung chung về định hướng của lớp chất lượng cao và có đề nghị phụ huynh làm đơn đăng ký cho con em mình vào lớp. Chúng tôi cũng rất ủng hộ chương trình này của nhà trường và đã làm đơn đăng ký cho con. Tuy nhiên, do còn một số vấn đề vẫn thắc mắc, nên hội phụ huynh lớp có đề nghị tôi đại diện lên lịch hẹn gặp nhà trường để trao đổi cụ thể. Sau 2 tuần, ban giám hiệu trường đã mời ông Bằng đến làm việc. Vị phụ huynh cho hay, chiều ngày 8 tháng 8 đã làm việc với thầy Nguyễn Như Tuân, phó hiệu trưởng nhà trường. Ông Bằng cho biết thêm, đến ngày 10 tháng 8, ông nhận được giấy mời đến nhà trường để làm việc với nội dung, gặp mặt với hội đồng trường để trao đổi về chương trình học tập chất lớp chất lượng cao. Tại buổi làm việc, ông Đồng Xuân Hưng được giới thiệu là chủ tịch hội đồng trường nói rằng những câu hỏi của ông Bằng đưa ra là không tin tưởng nhà trường và không tôn trọng giáo viên. Vì vậy, hội đồng trường sẽ quyết định dừng đào tạo với học sinh Nguyễn Ngọc Hương ngay ngày 10 tháng 8. Chiều cùng ngày, ông Bằng cũng được giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 gửi thông báo quyết định của nhà trường. Vị phụ huynh bức xúc cho rằng việc trường ra quyết định dừng đào tạo với học sinh như vậy là không đúng luật và không đúng tiêu chí của ngành giáo dục. Theo ông Bằng, gia đình ông trước đó không hề có ý định chuyển trường cho con. Việc nhà trường bất ngờ ra quyết định dừng đào tạo ngay trước thềm năm học mới, đặc biệt trước khi các con sắp sửa bước vào năm lớp 12 cuối cấp, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con. Trong quyết định của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền về việc dừng đào tạo đối với học sinh Ngọc Hương, trường này nêu lý do nhà trường không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của phụ huynh học sinh. Thời gian dừng đào tạo bắt đầu từ ngày 10 tháng 8. Thưa quý vị, dự báo mưa dông ở miền Bắc vẫn còn tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng 19 tháng 8, miền Bắc có thể tăng mưa trở lại. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm 15 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ, có nơi có mưa to. Dự báo vào ngày 15 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 cho đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Dự báo mưa dông ở miền Bắc vẫn còn tiếp diễn phức tạp trong thời gian tới. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, miền Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, thời tiết mát mẻ. Từ khoảng 19 tháng 8, miền Bắc có thể tăng mưa trở lại, kéo dài nhiều ngày. Sau đó,
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các dòng sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Liên quan đến vụ tai nạn gãy nhánh cây tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh khiến cho 5 người thương vong. Những ngày qua, ngành chức năng thành phố, trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác rà soát kiểm tra lại sức khỏe của cây xanh, đặc biệt là đối với những loại cây cổ thụ. Công ty cây xanh đã phải thuê trang thiết bị để phục vụ công tác kiểm tra. Từ động thái này cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong quản lý cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hiện trường vụ nhánh cây gãy khiến 5 người thương vong khi đang tập thể dục tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 vừa qua. Qua khảo sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định cây có nhánh bị gãy là họ dầu thuộc loại 3. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 13 tháng 8, công ty cây xanh mới bắt đầu triển khai thuê trang thiết bị để kiểm tra sức khỏe của các cây xanh này. Đối với Flycam thì chúng ta sẽ ghi nhận những cái hình thái bên ngoài. Đó, từ cái hình thái bên ngoài đó thì chúng ta ghi nhận những cái hình ảnh. Sau đó là chúng ta sẽ có những cái phân tích bằng những cái kinh nghiệm trong cái công tác chăm sóc quản lý. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được thành phố giao quản lý chăm sóc hơn 7.000 cây loại 3 trong công viên cũng như trên nhiều tuyến đường thành phố. Được biết, loại cây này thường cao to, có vùng tán cây rộng. Trong khi đó, hiện nay công ty cây xanh chỉ được trang bị xe chuyên dụng vươn cao từ 10 đến 15 mét. Với độ cao này, không đáp ứng được công tác kiểm tra xử lý đối với loại cây cổ thụ. Trong khu vực Đông Nam Á thì cái đầu tư về cái mảng thiết bị cây xanh thì Việt Nam là tương đối là lạc hậu đấy. So với lại như là Singapore hay là Malaysia. Hiện nay tôi biết thì công ty công viên cây xanh nó cũng có các thiết bị mà xe nâng đó, nhưng mà cái tầm cao nó cỡ chừng 15-20 mét thôi. Thì với cái tầm cao đó thì chúng ta sẽ không quan sát được những cây quá cao to, thí dụ như là cái cây 40 mét. Việc kiểm tra cây xanh, nhất là các loại cây cổ thụ cao to, cần phải được kiểm tra định kỳ hàng tháng, thậm chí hàng tuần. Tuy nhiên, với trang thiết bị thuê mướn như hiện nay mà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện, liệu rằng có thật sự hiệu quả? Với thực trạng thiếu trang thiết bị này, thì công ty cây xanh có đảm bảo sẽ quản lý toàn diện các loại cây xanh trên địa bàn thành phố? Bước đi như thế nào để tạo một mảng xanh thì chúng ta phải học tập cái nước láng giềng là Singapore, là cái nước rất là gần chúng ta. Và chúng ta lưu ý rằng các cái nước đó là cái cây, không có cái cây là cao như 50-60 mét như ở Việt Nam đâu, ít lắm. Và những cái cây đó thường thường là những cái cây bảo tồn, chứ không phải là những cái cây xanh bình thường. Thì hướng tương lai chúng tôi cũng đề nghị là gì? Đối với thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải phân loại ra cây nào cần bảo tồn thì chúng ta có giải pháp riêng, còn cây nào không bảo tồn chúng ta sẽ có giải pháp riêng. Sự cố xảy ra là không ai muốn. Từ tai nạn đáng tiếc vừa qua đã cho thấy vẫn còn nhiều tiềm ẩn, nhiều nguy cơ từ cây xanh đe dọa đến tính mạng người dân. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất rủi ro, ngành chức năng cần triển khai nhiều giải pháp hơn nữa thì việc quản lý cây xanh mới thật sự hiệu quả. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Đây sẽ là tổ chức có chức năng đánh giá độc lập, năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Hội đồng Y khoa có nhiệm vụ xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, tham gia giám sát đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về y tế và theo quy định của pháp luật. Ủy viên Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ là đại diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đại diện các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, đại diện hội nghề nghiệp và chuyên gia ngành y tế, đại diện cơ quan quản lý nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tỉnh thành vừa công bố lịch tựu trường năm học 2024-2025. Theo đó, học sinh các tỉnh thành trong toàn quốc sẽ tựu trường từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 và đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Tại một số tỉnh thành miền Bắc, ngày tựu trường các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 26 tháng 8, riêng lớp 1 tựu trường ngày 19 tháng 8.
tổ chức khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào ngày 5 tháng 9. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các trường không tổ chức tựu trường cho bậc mầm non mà đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Học sinh các cấp học đồng loạt tựu trường vào ngày 26 tháng 8, riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần, tức là vào ngày 19 tháng 8. Trước đó, theo khung kế hoạch năm 2024 và 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng được tổ chức trong cả nước vào sáng ngày 5 tháng 9. Các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học, 18 tuần học kỳ 1, 17 tuần học kỳ 2, thực hiện các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.